Cô thân chào các bạn tuổi Canh Tý 1960. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng đầu năm của các bạn. Cô chia như vậy với cái mục đích là cô sẽ xem luôn cho các bạn, nghĩa là các bạn tuổi Tý mà sinh vào cái mùa xuân thì cái công ăn việc làm của các bạn như thế nào, vận mệnh của các bạn ra làm sao. Trước khi nói về vấn đề 3 tháng vận của chúng ta trong năm 2023 thì cô nhắc lại tuổi của các bạn đó là có cái vận niên cuộc đời của mình là lương thượng thi thư chư, và cái mệnh của mình là mệnh thổ bích thượng thổ. Thì cái năm 2023 thì chúng ta gặp hình thái tuế, chúng ta gặp cái tam hạng tam tai năm thứ hai, chúng ta phạm kim lâu. Và vận niên của bạn nam bạn nữ thì thế này: nam á thì có cái sao la hầu và hạng là hạng tham keo, nữ là nữ sao kế đô và hạng thiên tinh. Vận niên năm của mình là cẩu cuồng phong. Thì cái bài này cô sẽ chia sẻ chung cho các bạn nam và nữ. Thì nữ và nam nó cũng giống với nhau ở cái tiền bạc, về cái công việc làm ăn, về cái sức khỏe, nhưng nó khác nhau ở cái phần gia đạo. Một chút cô phân tích riêng cái phần này, còn tất cả mọi thứ thì nó đều giống như nhau cả. Thì chúng ta nói về cái tuổi Tý của bạn. Tý nó thuộc về cái hành thủy, mà như vậy chúng ta sinh vào mùa xuân thì cái cuộc sống của chúng ta phải nói là tương đối no đủ. Các bạn làm ít nhưng mà vẫn có ăn, tiền bạc chúng ta không quá khó khăn. Nhưng mà chúng bạn nhớ là chúng ta không làm thì chết đói, chứ đừng nói mà cô nói vậy rồi khỏi cần làm. Không phải, chúng ta làm ít nhưng mà nó vẫn đủ sống cho chúng ta. Còn con người mình nó có cái tính tình là vui vẻ, mình thích tiệc tùng, con người mình thích hưởng thụ. Và mình cũng có cái lòng nhân là mình thích giường gom xẻ áo, mình giúp đỡ cho cái người khác. Cái tuổi Tý mà sinh vào cái tháng đầu năm đó, nghĩa là sinh tháng 1, tháng 2, tháng 3, thì các bạn có một cái tinh thần có thể nói là lạc quan. Rồi nói về cái mệnh của bạn đó là cái mệnh thổ, bích thượng thổ. Thì những người mà sinh vào có cái mệnh thổ á, thì hợp với những cái công việc thế này nè, các bạn có hợp về cái kinh doanh bất động sản nè, kinh doanh các bạn có về kiến trúc, các bạn có thể buôn bán đồ gốm mà, các bạn buôn bán thức ăn, bán vật liệu xây dựng, bán những cái sản phẩm về nông nghiệp và chăn nuôi. Mình có thể mình giao dịch bất động sản và làm phơ bán buôn và phân bón. Đó là những cái nghề mà nó thích hợp cho những người mệnh thổ như mình, như các bạn. Rồi bây giờ nói qua về 3 tháng đầu năm. Thì ở trong cái tháng 1 á, là cái tháng Giáp Dần. Thì trong cái tháng 1 á, thì cái tiền bạc của các bạn trong tháng nó có phần khắc kỵ. Nó không tốt, không thuận cho các bạn. Tại vì đây là cái tháng Mộc, cái tháng Dần. Mà thường dần nó thuộc về giáp, giáp tức là mộc, mình canh thuộc về kim, cho nên nó khắc kỵ về tiền bạc của mình. Công việc của mình thì nó vẫn bình ổn, sức khỏe của các bạn nó cũng không mấy bị tốt đẹp trong cái tháng đầu năm nha các bạn. Thì chúng ta chú ý trong cái tháng đầu xuân chúng ta ăn uống tiệc tùng, chúng ta đừng để quá xa ngã đà, mà chúng ta sẽ hại về cái sức khỏe và hại tiền bạc của mình. Bạn nam á, trong cái tháng thì cái gia đạo của mình có nhiều cái chuyện lụng củng, có chuyện không hay, không vui vẻ ở trong cái gia đạo. Nhưng mà bạn nữ trong cái tháng 1 thì có những cái chuyện vui vẻ, vợ chồng thương thảo, gia đình của mình hòa thuận, ấm êm, hạnh phúc. Bây giờ cô nói qua cái tháng 2. Cái tháng 2 của cái năm Canh Quý Mão nó có hai cái tháng nhuận. Nhưng mà khi mà chúng ta xem tử vi thì chúng ta cũng tính như là một, nghĩa là cứ tháng trước hoặc tháng sau thì nó cũng đều giống như nhau. Cho nên
mình xem tháng 2, tức là mình biết tháng 2 trước hoặc tháng 2 sau gì thì nó cũng giống như nhau nha các bạn. Thì cái tháng 2 là cái tháng Ất Mão, mà Ất nó thuộc về hành thổ, mình canh thuộc về kim, thổ binh kim, cho nên mình thuận lợi về tiền bạc, tài lộc của mình có. Nhưng mà cái công việc của mình nó có cái khắc kỵ, tại vì đây là cái tháng xung với tuổi của mình. Sức khỏe các bạn cũng chú ý cho về cái vấn đề sức khỏe. Bạn nam á, thì trong cái tháng không có được cái sự tốt đẹp về cái gia đạo của mình. Gia đạo mình vẫn có cái chiều hướng xấu, lục đục, xung khắc với nhau, không hay cự cãi, tranh cãi với nhau. Bạn nữ vẫn được cái sự tốt đẹp trong cái gia đạo của mình trong cái tháng 2 âm lịch. Gia đình vui vẻ, thuận thảo. Qua đến cái tháng 3, cái tháng 3 là cái tháng bính hình. Mà bính chúng ta biết nó hành quả, mà canh của chúng ta, canh tí của chúng ta nó thuộc về hành kim. Quả với kim nó xung khắc nhau, cho nên tài lộc của mình trong tháng đó làm ăn nó không được như ý, không được vừa lòng của mình. Công việc của mình thì nó vẫn bình ổn, không có gì khó khăn cho mình hết. Sức khỏe mình ở trong tháng này nó bớt đi cái khắc kỵ rồi, mà có sẽ đem lại cái sự bình ổn trong sức khỏe cho mình. Bạn nam tiếp tục là một cái tháng xấu về vấn đề gia đạo. Như vậy là bạn nam là trong 3 tháng đầu năm có nhiều cái chuyện xung đột. Mà chúng ta nên nhớ là chúng ta đừng nên rượu chè. Có thể vì rượu chè nhiều mà chúng ta, vợ chồng chúng ta sẽ tranh cãi với nhau. Chúng ta xài tiền nó hơi phung phí, cho nên gia đạo của mình nó có cái chuyện nó khúc mắc. Thì chúng ta nên cẩn trọng trong vấn đề này. Đừng nên uống rượu, uống chè nhiều, cũng đừng nên cờ bạc. Trong cái 3 cái tháng đầu năm dễ cái sự xích mích trong cái gia đình. Bạn nữ tiếp tục là cái phần thuận thảo, gia đình mình được vui vẻ, gia đình mình được hạnh phúc, gia đình ấm êm. Thì như vậy là cô chúc mừng cho các bạn nữ về gia đạo của các bạn có cái sự thuận lợi tốt đẹp ở trong 3 tháng đầu năm. Thì bài chia sẻ cho các bạn về 3 tháng đầu năm của tuổi Canh Tý đến đây là hết. Thì cô chúc các bạn có nhiều vui vẻ, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe.